Chị vợ từ Mỹ về Trường Giang mời đến quán phục vụ như thượng đế, bảo sao mà nhà Phương quý. Trường Giang rất thân thiết với gia đình nhà Phương, chăm sóc người nhà vợ như ruột thịt của mình vậy, bảo sao được yêu quý. Sau nhiều sóng gió trong tình yêu, cuối cùng Trường Giang nhà Phương đã quyết định về chung một nhà vào cuối tháng 9. Sau khi tổ chức đám cưới, cuộc sống tân hôn của vợ chồng khá bình yên hạnh phúc. Trường Giang dù có nhiều lùm xùm tình ái trước đó, nhưng vẫn được gia đình nhà Phương quý mến. Chắc chắn một trong nhiều lý do chính là sự chân thành, quan tâm gia đình nhà Phương như những người thân ruột thịt của mình. Thật khó mà đếm nổi những lần Trường Giang cùng gia đình nhà Phương đi ăn uống du lịch vui vẻ cùng nhau. Còn nhớ cách đây không lâu, chị gái Bảo Yến của nhà Phương từ Mỹ về đã được Trường Giang mời đến quán của anh ăn, được nam danh hài phục vụ và giới thiệu món ăn rất tận tình. Có một chàng rể vừa khéo léo lại biết quan tâm đến người nhà vợ như vậy, thì sao mà không yêu quý cho được. Chị gái Bảo Yến của nhà Phương ở Mỹ về được Trường Giang mời đến quán. Trường Giang tức tưởi phục vụ hết món nọ đến món kia. Trường Giang tỏ ra rất vui vẻ và hồ hởi. Ngoài chị gái của nhà Phương còn có một nhóm người thân nữa. Trường Giang hướng dẫn phục vụ người thân của gia đình nhà Phương rất tận tình. Nhã Phương chia sẻ rằng mọi người từ Mỹ về được thiết đãi toàn món dân dã, tuy nhiên ai cũng khen ngon. Trường Giang cứ khéo như vậy bảo sao gia đình nhà Phương yêu mến. Gia đình nhà Phương cũng rất hay đến quán Trường Giang ủng hộ. Còn Trường Giang thì rất nhiều lần đi ăn, đi du lịch cùng gia đình nhà Phương. Chính vì cách ứng xử khéo léo mà rất chân thành, nên Trường Giang được gia đình nhà Phương coi như người trong nhà, dù lúc này chưa tổ chức đám cưới. Các hoạt động vui chơi giải trí của nhà nhà Phương, Trường Giang tham gia nhiệt tình. Không chỉ gia đình nhà Phương mà gia đình Trường Giang cũng rất quý con dâu.